Chiều 8 tháng 5, tại sự kiện Hidden Milestone được tổ chức tại Hà Nội, streamer trên nhạc sĩ Virus chính thức công bố trở thành tổng giám đốc của công ty 108 Gaming. Đây là một công ty chuyên kết nối, đào tạo con streamer, YouTuber ở nhiều lĩnh vực khác nhau. Mọi người có thể thấy Virus có nhiều tiềm năng để phát triển các talent house, media, đào tạo YouTube, streamer từ sớm, nhưng bây giờ Virus mới làm thật. Lý do là bởi bây giờ mới có đủ nhân lực, đối tác, anh em, mỗi người một mảng, các con thực sự tài năng, sẵn sàng cho một bức tranh tổng thể đẹp đẽ, toàn diện. Đây đúng là lúc mình làm thật, Virus phát biểu tại sự kiện. 108 Gaming tiền thân là công ty Timor, được sáng lập bởi YouTuber Lương Văn Khải từ năm 2020. Trong thời gian này, Virus đã đóng vai trò là co-founder, đồng sáng lập và nhà đầu tư, đứng đằng sau tư vấn cho ban điều hành, BDH. Cho đến thời điểm hiện tại, Virus chính thức xác nhận vai trò tổng giám đốc 108 Gaming, trực tiếp tham gia điều hành, phát triển của công ty. Ngoài Virus, BDH 108 Gaming còn có anh Lương Văn Khải giám đốc nội dung, Nguyễn Việt Thắng giám đốc điều hành. Streamer Virus chia sẻ, 108 Gaming là một trong những công ty tiềm năng mà Virus đặt nhiều hy vọng. Thời gian tới, 108 Gaming sẽ mở rộng Cons Network với số lượng Cons nhiều hơn, có lộ trình đào tạo bài bản. Chế độ đãi ngộ cũng được nâng cấp, đồng nghĩa với việc tuyển chọn Cons sẽ khắt khe hơn. Tổng giám đốc Virus tự tin rằng, với hệ thống các công ty con mà mình đang sở hữu, đầy đủ gaming, nghệ thuật, phòng thu nhạc, media, truyền thông, các Cons của 108 Gaming có thể tận dụng để phát triển đa lĩnh vực, chứ không đơn thuần là sáng tạo nội dung về game. Đặc biệt, Virus cho biết, trong thời gian tới, anh sẽ áp dụng công nghệ blockchain vào 108 Gaming. Theo đó, các con sẽ được đào tạo, training về blockchain, sau đó sẽ chơi, review những tựa game blockchain đang thịnh hành trên các nền tảng mà mình sở hữu. Blockchain là một công nghệ có tính xu hướng, lan tỏa rất nhanh. Mình đã cảm nhận được nó tốt như thế nào, như cái cách mà lần đầu tiên mình đến với streaming cách đây 10 năm. Virus nói, trước ý kiến rằng chế độ play to earn của các tựa game blockchain vẫn đang gây nhiều tranh cãi và chưa có tính pháp lý, Virus cho biết mục đích của mình và 108 Gaming đơn thuần chỉ là muốn đưa game blockchain hòa nhập cùng game truyền thống. Chỉ đơn thuần là play chơi và trải nghiệm trước đã, nếu bạn giỏi thì bạn sẽ earn. Những tựa game mà các streamer, YouTuber sẽ chơi là những tựa game đã được kiểm chứng, có thành tựu và được bảo đảm phát triển lâu dài. Và đối tượng khán giả mà chúng mình hướng đến là những game thủ thích chơi game chứ không phải là nhà đầu tư. Tại sự kiện, ban điều hành của 108 Gaming tiết lộ, mức thu nhập mà các cons của họ đang đạt được trung bình là 100 triệu đồng, có người có thu nhập 500 triệu đồng. Tuy nhiên, điều này phụ thuộc vào sự nghiêm túc, năng lực của từng người. Streamer Đức Mõm TV, người đang có lượt follow nhiều nhất, lượng khán giả xem nhiều nhất và cũng là một trong những người có doanh thu cao nhất, cũng đã chia sẻ quá trình theo đuổi đam mê của mình. Theo đó, khi mới bắt đầu làm công việc này, anh chàng phải đi vay mượn tiền để sắm thiết bị. Đầu tiên là điện thoại, sau đó đến PC, sau đó đến các thiết bị hỗ trợ quay dựng. Thời gian đầu em thường làm video từ 7 giờ tối đến sáng hôm sau mới đăng. Trung bình mỗi ngày em chỉ ngủ khoảng 3 tiếng thôi. Em thấy rằng, mỗi một streamer đều có mức thu nhập riêng, phụ thuộc vào sự nỗ lực và cố gắng của mỗi người. Chia sẻ lý do các video của mình có nhiều lượt theo dõi, Đức Mõm TV cho biết, mình có chút may mắn thì đúng thời điểm. Mình chọn đối tượng khán giả nhỏ tuổi hơn so với các bạn streamer, YouTuber khác và mình tập trung làm content phục vụ đối tượng đó. Sau cùng, Virus cùng BDH của 108 Gaming khẳng định, trong thời gian tới, các cons của công ty sẽ có một sự đổi mới về mặt hình ảnh, mỗi người sẽ có một kế hoạch, lộ trình khác nhau để trở thành một người có tầm ảnh hưởng trên mạng xã hội.